thứ tư đó. Thì ai gặp chị cũng thấy khác hẳn luôn, hỏi ủa chị có xài cái mỹ phẩm nào không để giới thiệu cho người ta. Mà chị là da chị hồi đó là rất là yếu, không có xài được gì hết trơn á, làm gì làm sao mà xài mỹ phẩm mà nó đẹp được như vậy đó. Cho nên là chị mới nói là chị đến BB Time Mai thì chị sử dụng dịch vụ VIP ở đây đó, mới có 4 buổi thôi mà thấy khác hẳn liền luôn. Em thấy không, giờ da chị nè nó đều màu lại rồi nè đó. Ở đây nè, hồi xưa lỗ chân lông rất là to, bây giờ là càng ngày nó càng xe kích lại được, mình cảm nhận thấy được luôn đó. Rồi quầng thâm mắt cũng giảm bớt nè, rồi cái da mình nó khỏe. Chị có thể xài kem dưỡng ẩm, kem chống nắng ở nhà được luôn. Mỗi lần á là chị xức cái gì lên á là nó cũng bị mẩn đỏ, ngứa hết cả mặt luôn. Cho nên là bây giờ là chị tự cảm nhận được luôn á, sau liệu trình 4 ngày á là da mình nó khỏe hơn rất là nhiều luôn. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,